Có rất là nhiều bạn hỏi mình mua này ở đâu, thì thực ra là mình không mua ở cửa hàng đồ chơi nha. Mà không, vừa rồi mình đi Hà nên mình có vào Oziel thì mình rất là bất ngờ, tại vì họ tặng rất là nhiều những cái merchandise xinh xắn như thế này. Và Cleo không nằm trong ngoại lệ, mình đã mua cái hộp cushion này chỉ vì muốn sở hữu em này thôi đó. Đó chính là cái cách mà tôi đã nạp tiền cho tư bản đó các bạn ơi. Cái gì xinh xắn đẹp mắt là bị thu hút và mua ngay lập tức. Và mặc dù lý do chính là để sở hữu em Plus Toy này, nhưng mà trước khi mua mình cũng đọc rất là nhiều feedback ấy nha. Cushion của Cleo thì có hợp với tình trạng da của mình không? Rồi tông màu nào sẽ match với da mặt của mình nhất? Chỗ vía là mình chọn cũng đúng màu phết, nên là khi apply lên mặt không bị giả chân. Đó, chỉ vì cái em mèo vừa dễ thương vừa tinh nghịch này mà mình có thêm cơ hội để make up nhiều hơn. Tay thì đang cầm một ly vang đỏ, còn thân và đầu vẫn đang quấn khăn kìa. Đúng kiểu tinh thần get ready with me. Còn một món mỹ phẩm nữa trông cũng giống đồ chơi nè, mình mua bởi vì mình thích cái móc khóa mà họ tặng kèm. Đây là bảng màu mắt mới của Etude House nha, mình thì chọn tông lạnh á. Đây phải gọi là cái đồ làm móc khóa mới đúng, kiểu là hãng muốn người dùng có trải nghiệm DIY. Đây là họ không tặng một cái móc khóa đã hoàn chỉnh mà tặng những cái đồ để làm móc khóa như thế này đây. Đây thì mình có một cái charm trái tim, một ribbon màu đen và rất là nhiều những cái mặt chữ có thể ghép được tên của mình này. Nhưng mà trừ một điểm bởi vì không móc được vào hộp phấn ấy. Mình thì còn nhiều đồ hay ho mua ở bên Hàn lắm, nhưng mà thôi chắc có lẽ là sẽ kết thúc hành trình unboxing đồ Hàn Quốc tại đây ha.